Xin chào anh em, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Exciter. Bản này là bản S150 anh em nhá. Dòng này là dòng nó khoác dòng Việt Nam này anh em. Việt Nam thì nhập khẩu Việt Nam thôi, nhưng dòng này là dòng Macking này anh em. Macking. Đó. Macking anh em cứ để ý này. Cái dòng 150 mà Việt Nam mình sản xuất nó sẽ không có giò đạp này đâu. Đó, nhưng mà dòng Macking là dòng xe nhập khẩu Indo lên về nó sẽ có cái giò đạp anh em nhá. Dòng này sẽ mắc hơn xe S150 mẫu thường thường hơn anh em. Dòng này sẽ mắc tiền hơn. Bản này là bản cuối tháng 12 2020, nó rơi vào 2021 anh em. Bản đèn led anh em nhá, đời cao. Đợt trước mình có về có một con, nói chung là mình về cái mình bán luôn rồi. Rất nhiều anh em vô bình luận hỏi xe có còn không. Đó thì hôm nay mình đã về được một thêm một con nữa. Con này đẹp hơn con trước luôn nha anh em nhá. Tình trạng tất cả mọi thứ mình đang bao cho anh em, lốp này, lác này, máy móc này, zin theo xe hết luôn nha anh em. Đó, lốp này anh em đang còn cực kỳ đẹp luôn. Con này đăng ký về chính chủ biển Đồng Tháp này anh em nhá, 66B1 69651. Đó. Tình trạng tất cả mọi thứ mình đang bao zin nhá. Bồ biết này, ốc tán vành bánh này, xe đang còn rất là ok anh em nhá. Cái máy xe này thì đây anh em. Đồng hồ Meodo được có 11.496 cây. Tình trạng xe là anh em mua về không cần phải làm gì hết anh em, mua về là chỉ việc sử dụng thôi. Đó, máy nổ khỏi cần phải nói rồi, êm như nhíp anh em nhá, không có tiếng giọng gì luôn. À, mọi chức năng thì hoạt động tốt hết. Bản này bản đèn led lên, nó không tắt được đèn anh em nhá. Đó, xi nhan đôi này, đó, Macking nó sẽ có xi nhan đôi nha anh em. Mọi chức năng hoạt động full không thiếu gì cả. Anh em nào có thiện chí với cái mẫu Macking 150 này thì anh em cứ để lại cho mình cái bình luận nhá. Đó. Anh em này, con này anh em chỉ cần đưa trước cho mình tầm 8 triệu thôi, còn bao nhiêu anh em góp với ngân hàng anh em nhá. Đó. Cửa hàng có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành phố luôn nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.